Bạn đang lãng phí rất nhiều thời gian nếu không biết mẹo này. Rất nhiều bạn mỗi lần gửi tiền là một lần đi kiếm địa chỉ ví, kiểm tra mạng, kiểm tra 4 ký tự đầu và cuối của địa chỉ ví rồi mới yên tâm gửi. Trong lúc tìm địa chỉ ví, nếu phải lục lọi tin nhắn hay tìm trong các file thì tốn thêm rất nhiều thời gian. Chưa kể nếu các bạn mất tập trung thì nhiều khi quên luôn, đến lúc nhớ ra thì hụt mất giá đẹp mua token. Vậy giải pháp là gì? Chỉ cần tạo tài khoản Coin98 Wallet, vừa kiếm được điểm X để nhận thưởng, vừa giúp lưu danh bạn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian gửi tiền cho bạn. Để sử dụng tính năng này, các bạn chỉ cần chịu khó gom lại những địa chỉ ví mình hay gửi tiền đến nhất, sau đó mở ví và click quản lý trên màn hình chính. Chọn danh bạ, sau đó click dấu cộng để tạo danh bạ mới. Nhập tên người nhận, dán địa chỉ ví tương ứng vào và chọn đúng trên của địa chỉ ví đó, rồi click tạo danh bạ. Lặp lại thao tác với tất cả những địa chỉ ví còn lại là xong. Mình sẽ lấy ví dụ, khi gửi token C98 trên Binance Smart Chain, mình chỉ cần nhập số lượng, sau đó click biểu tượng danh bạ này. Như các bạn thấy, danh sách chỉ có những địa chỉ ví Binance Smart Chain, những chain khác hoàn toàn không hiển thị, khỏi lo gửi nhầm mạng. Nếu người nhận cũng có tài khoản Coin98 Wallet, tên người nhận sẽ hiển thị ngay trên màn hình. Nếu các bạn vẫn đang tốn thời gian tìm địa chỉ ví và kiểm tra qua lại mỗi lần gửi tiền, thì đây là tính năng hoàn toàn không nên bỏ qua nhé.